diệu pháp biến hóa phần vừa thảo vũ thứ năm lung bây giờ đừng thế con bảo ngài ma ca diếp ta vị đại đệ tử hai thai hai thai ca diếp theo nói được không đứng chân thần của đức các ông giàu trải quá vô lượng ứng kiếp nói cũng không hẳn được ca diếp nên điển đứng Như Lai là vua của ca pháp nếu có nói ra lời chỉ đều không hư dối vậy phần ở nơi tăng ca pháp dùng chứng trí tuệ rõ biết cho tâm xa hành của tất cả chúng sinh thông thấu không ngại phần lại ở nơi cao pháp rõ vào rõ biết chỉ bài tâm cả trí tuệ cho các chúng sinh ca diêm thị như trong còi tam thiên đại thiên nơi núi sông khe đất sinh ra cây tôi lùm rừng và cá có thuốc bao nhiêu giống loài tên gọi màu sắc đều khác mây đầy mùa nhân chân cắm còi tam thiên đại thiên đồng thời mưa tôi xuống khắp nơi nhường thắm cây cối lùm rừng và cá có thuốc hoàng thư gông nhỏ thân nhỏ nhánh nhỏ lá nhỏ hoàng thư gông bận vừa thân vừa nhánh vừa lá vừa hoặc có thư gốc lớn thân lớn nhánh lớn lá lớn ca giống cây lớn nhỏ tùy hàng thương chung hà mà hấp thụ khác nhau mò cầm máy xuống mưa xuống từng theo mọi giống loài mà cây có được sinh trưởng đơm hoa cánh trái dầu rằng mò cõi đất sinh mò trần mưa thấm nhuần mà cá cò cây đều có sai ca ca diêm nên bia đừng nhớ lại cùng lại như thế hiện ra nơi đời như là vần mây lớn nổi lên dùng dòng tiên lớn vang khắp thế giới cả trời người A Tu La như mây lớn kia trầm khắp còi nướng tam viên đại thiên phân ở trong đại chúng mà thương lời này ta là đấng Như Lai ưng cung chính biên chỉ minh hành tung thiền thề thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư phẩm thế tôn người chưa được độ thời làm cho đường độ người chưa tỏ ngộ thời làm cho tỏ ngộ người chưa an thời làm cho đường an người chưa chứng niên bàn thời làm cho chứng niên bàn đời nay và đời sau phần đều biết đúng như thực ta là bằng nhất thiết trí bằng nhất thiết kiến là bằng trí đạo bằng khai đạo bậc thuyết đạo
Các ngươi hàng trời người A Tu La đều nên đến đây vì để nghe pháp. Vậy bây giờ có vô số nhiên muốn ngưng loài chúng sinh đi đến chỗ Đức Phật mà nghe pháp. Lúc đó đứng Như Lai xem xét các căn lời đồn tin tăng hay giải đại của chúng sinh đó thuần vì xưng nó cam đường mà vì chúng nói pháp chung loại nhiều vô lượng. Phần đều khiến vui mừng được nhiều lời lành cho chúng sinh này nghe pháp rồi hiện đời an ổn đời sau sinh về chỗ lành do đạo đường thu hướng vui và cũng được nghe pháp. Đã nghe pháp rồi liền lìa khỏi ca chướng ai ở trong ca pháp theo sân mình kham đường lần lần đều được vào đảo như mây lớn kia mưa rưỡi khắp tân cả cỏ cây lông rừng và cá co thuông. Theo giống của mọi thứ đều đưa đường dẫn đầy đủ đều đưa sinh trưởng đứng Như Lai nói pháp một tướng môn vì nghĩa là tướng giải thoát tướng xa lìa tướng diệt rốt đảo đến bằng nhân thiết chủng tri. Có chúng sinh nào nghe pháp của Như Lai hoàng thù thì đồng tụng đúng như lời mà tu hành được không đứng tự mình không hay biết vì sao vì chỉ có Như Lai là biết chúng tướng thể tâm của chúng sinh đó. Nhớ việc gì nghĩ việc gì tu việc gì như thế nào nghĩ thế nào tu thế nào dùng pháp gì để nhớ dùng pháp gì để nghĩ dùng pháp gì để tu dùng pháp gì được pháp gì. Chúng sinh ở nơi cạn bằng chỉ có đứng Như Lai thầy đúng như thần rõ ràng không vì ngại như cây cối lầm rừng các cỏ thuốc kia công từ biển tinh tưởng trung hà của non. Đứng Như Lai biệt và một tướng môn vì ấy nghĩa là tướng giải thoát tướng xa lìa tướng diệt tướng rốt ráo niên bàn thường tịch diệt trốn về nơi không phần biên như thế rồi xem xéo tâm mưa muôn của chúng sanh mà dắt diệu non. Cho nên chẳng liền về chúng vội nói nhân thế chúng chỉ ca diễn ca ngông rằng là hi hữu có thể rõ biết đứng Như Lai tùy cơ nghi nói pháp hay tin hay nhận vì sao. Tùy ca đứng phần thế con tùy cơ nghi nói pháp khó hiểu khó biết thì đó đứng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng qua phương phá ca tối hiện ra trong thế gian. Theo tình của chúng sinh dùng các cách nói phá đứng Như Lai tôn trọng quý tuệ đấng sâu xa lao giữ pháp yêu này chẳng vội liền nói ra người chi nếu được nghe thời có thể tin hiểu. Kẻ không chỉ nghi hỏi thời bèn là mẫn hẳn ca diêm vì thơ đó theo xưng chúng nói phá dùng ca món nhân duyên cho chúng đưa chinh kiến ca diêm mong nên biết phi như bừng mây lên nó
trong thế gian. Che trần tâm tấn cả mây trí tuệ chưa nhuần sớm nhoan sáng trói loà tiện tâm xa vạn đồng khiến mọi loài vui đêm nhật quang bị che quấn trên mặn đân màng mẹ mây mù xa búa gần giường có thể năm tới trần mưa đo khắp cùng. Bốn phương đều xối xuống dòng nước phun vô lượng cõi đấng đều rung đầy nơi nuôi sông hàng hiểm chỗ rằng rợp sinh ra những cây cối cỏ thua ca thử cây lớn nhỏ trăm giống lúa mộng mà ca thưa mía cùng nhon. Nhờ nước mưa đơm nhuận thầy đều tươi tốn cả đấng vô khắm đừa rơi thua cây đều sấm rê vừng mấy kia mưa xuống nước mưa thuận mồn vị mà có cây lâm rừng theo mỗi thứ đơm nhuận. Thân cà càng giống cây hàng thượng trung cùng hà chứng theo tính lớn nhỏ đều đưa sinh trưởng ca rộng thần nhanh và là chỗ hòa trái sắc vàng môn trần mưa rưỡi đến cây cỏ đều thăm mưa theo thể tướng của non. Tình loài chưa lớn nhỏ nương đơm nhuần vẫn một mà đều đưa sớm thế đưa Phật cũng như thế hiện ra nơi trong đời ví như vầng mây lớn che trùm khắp tăng cả đã hiện ra trong đời. Bèn vì ca chúng sinh phân biệt diễn nói bài nghĩa thần của các pháp đấng đại thanh thế tôn ở trong hàng trời người nơi tăng cả chúng hồi mà tuyên nói lời này ta là bằng Như Lai là đấng lượng túc tôn. Hiện ra nơi trong đời dường như vườn mây lớn thâm nhuận gầm tăng cả những chúng sinh khô khao đều làm cho lìa khổ được an ổn vui sướng hương sự vui thế gian cùng sự vui niết bàn. Ca chung trời người này một lòng theo lòng nghe đều đấng vô thường ta là đấng thế tôn không có ai bằng đường muốn an ổn chúng sinh nên hiện ra trong đời. Vì các đại chúng nói pháp cam lộ trong rằng pháp đó thuần môn vì giải thoát niết bàn thôi dùng một giọng tiếng màu diễn tương nghĩa nghiêm này đều thường vì đại thừa mà kênh làm nhân duyên ta xem tất cả chúng thâm đều bình đẳng cả không có lòng bi thử cùng với tâm yêu ghét ta không chút tham đắm cũng không có hạng ngại hằng vì tất cả chúng mà bình đẳng nói pháp như khi vì mong người lúc chúng đông cũng vậy. Thường diện nói pháp luôn từng không viện gì khác ngồi đứng hoặc đến đi trọn không hề nhàm mỏi đầy đủ cho thế gian như mưa khắp thâm nhuần sang hèn cùng thường hà dư giới hay phà giới uy nghi đường đầy đủ. Tuy chẳng đường này đố người chính kiến ta kiến kẻ đồn căn lợi căn khắp rơi cho mưa pháp mà không chút nhàm mỏi tất cả hàng chúng sanh được nghe pháp
của ta tùy sức mình lãnh lấy, dù ở nơi cán bậc hoặc là ở trời người. Nàng truyền luân thánh vương trời thích phạm can vua, đó là có thuốc nhỏ hoàng rõ pháp vô lậu hay chứng được niên bàn khởi sao pháp thần thông, và được ba muôn mình ở riêng trong núi rừng thường hành môn thuyền đinh. Chừng được bậc yên giang là có thuốc bận trung hoàng cao bận thế tôn, ta sẽ được thành phận tu hành tinh tấn định, là có thuốc bậc thường lại có hàng phận tử chuyên tâm nơi phần đạo. Thường thường hành từ bi từ biết mình là Phật quyết định, không còn nghi gọi đó là cây nhỏ hoặc an trụ thần không chuyển bấm thôi, pháp luân độ vô lượng muôn ứng trăm nghìn loài chúng sinh. Bồ Tát hàng như thế gọi đó là cây lớn phần chỉ bình đẳng, nói như nước mưa mòn vì theo căn tinh chúng sinh mà hưởng thụ không đồng, như những có cây kia được thương mà nhường đều kha phân dùng món du này để phương tiện chỉ bày. Các thứ lời lẽ hay đều diện nói một pháp ở nơi trí tuệ Phật, như một giọt trong biển ta dưới trận mưa pháp đầy đủ khắp thế gian pháp màu, những mồn vì tùy chức riêng tu hành như thể lầm rừng kiên. Và có thuốc vinh cây tùy giống lớn hay nhỏ, lần lần thêm cấm xe pha của các đức Phật thường dùng thuận một vị khiến cho các thế gian đều thánh đường đầy đủ lần lừa chuyên tu hành rồi đều được đạo quán. Hàng thánh văn duyên gian ở đời chốn núi rừng trụ thân mình ruộng sao, nghe phần pháp đưa qua đó gọi là có thu đều được thêm lần tôn, nếu các vị Bồ Tát trí tuệ rất vững bền rõ suốt cả ba cõi. Cầu được thừa tối thượng đó gọi là cây nhỏ, mà đứng thêm lớn tôn lại vì có vị trụ thuyền được chứng thân thông lớn, nghe nói ca khoa phong lòng rất xin vui mừng, phóng vô số hào quang độ các loài chúng sinh. Đó gọi là cây lớn mà được phán lớn tôn, như thế ca diêm này đứng vẫn nói pháp ra thi như vầng mây lớn dùng nước mưa mòn vì đượm nhuận nơi hoa người đều đứng trên trái, cả ca diêm phong phải biết ta dùng các nhân duyên. Ta món thi dù thầy đề chỉ bài đạo Phật, đó là ta phương tiện cảm đứng Phật cũng thế, nay ta vì các ông nói vì rất chân thật. Càng chúng thuộc thánh văn đều chẳng phải diệt đồ chỗ các ông tu hành là đạo của Bồ Tát, lần lần tu